Good morning. Everybody doing okay? Xin kính chào Hội Thánh. Mọi người khỏe không? I'm doing great, so I hope you are too. Cá nhân tôi thì khỏe mạnh, thì tôi hy vọng rằng chị em cũng được như vậy. Just look to somebody next to you. Xin nhìn người kế bên cạnh mình. Give them a high five. Gửi cho họ một cái tay high five. Tell them good morning. Chào buổi sáng với họ. Tell them wake up. Bảo họ là hãy thức dậy để nghe giảng. Just shake them a little bit. Nếu cần thì chúng ta cần phải lắc họ một chút xíu. It's so good to be here together with everyone. Thật là phước hạnh để có mặt đây buổi sáng hôm nay để cùng với Hội Thánh chúng ta thờ phượng Chúa và học lời của Ngài. And I love that there's just really a sense of unity and family in our church. Tôi cảm nhận cái sự hiệp một mà Chúa ngài cho chúng ta ở tại đây trong Hội Thánh của Chúa. You know, I think about our Friday services. Tôi nghĩ về các buổi nhóm thứ sáu của chúng ta ở trong tuần. I think about just, you know, on Friday we have so many kids running around everywhere. Ngày thứ sáu thì chúng ta có nhiều trẻ em chạy khắp ở trong nhà thờ tại đây. I love it. Tôi rất là thích thú khi thấy cái cảnh đó. Just to see how many kids are here enjoying being in church, it just truly, it just makes me happy because it brings me back to the memories of when I used to run around church when I was younger. Khi thấy nhiều trẻ em chạy chơi đùa ở trong nhà thờ và trong khuôn viên của chúng ta tại đây thì lòng của tôi rất là vui mừng bởi vì các em được đến nhà của Chúa trong tuổi còn thơ như vậy và nó làm cho tôi vui mừng để nhớ đến cái thời niên thiếu mà tôi được lớn lên ở trong Hội Thánh ở tại đây. And you know, just watching the kids grow up. Và khi nhìn thấy các em đang lớn lên, it's just a beautiful thing to see. Đó là một cái bức ảnh tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy. And in the last 8 months, và trong 8 tháng qua, it's been a beautiful thing to see all of us grow in a different way too. Và cũng là một cái phước hạnh để nhìn thấy tất cả chúng ta được Chúa ngài ban cho để có sự tăng trưởng ở trong Chúa trong các cách khác nhau. And yes, there's been some growing pains. Đúng có những cái tăng trưởng mà gọi là cũng những cái đau nhức của sự tăng trưởng. We've been learning a lot. Chúng ta đã học được rất nhiều. Not only about God, but also about ourselves. Chẳng những về Chúa nhưng mà cũng về chính chúng ta. Things that we didn't know about ourselves. Có những điều mà chúng ta không biết về chính mình. Maybe things we knew about ourselves, but we forgot. Có thể có những điều chúng ta đã biết về chính mình nhưng mà chúng ta quên. The last week's message, we all know we have hands, but maybe we all forgot whose hands we should put our hands in. Và tuần rồi chúng ta thấy sứ điệp đã nhắc nhở chúng ta, tất cả chúng ta đều có những bàn tay. Và câu hỏi là chúng ta đặt bàn tay của mình vào trong tay của ai? You know, you got to remind yourself daily. Chúng ta cần nhắc nhở chính mình mỗi ngày. What's your why? Đó là cái lý do của sự sống của chúng ta. Why have we been coming to church every day for the last 8 months? Tại sao chúng ta đến nhà thờ mỗi tối trong 8 tháng qua? Why do we worship with all that we have? Tại sao chúng ta thờ phượng với hết tất cả tấm lòng cũng như là sức lực của chúng ta? Why do we honor the Lord with everything that we can? Tại sao chúng ta tôn trọng Chúa và trân quý Chúa cho tất cả những gì chúng ta làm? Because he deserves it. Bởi vì ngài xứng đáng để nhận tất cả những điều đó. You know, sometimes I think we forget our why. Và nhiều khi chúng ta quên cái lý do tại sao. What's your why? Anh chị em, lý do sống, lý do thờ phượng Chúa của anh chị em là gì? What's the why of our church in this moment? Cũng như trong giây phút này thì lý do nào Hội Thánh của Chúa ở tại đây chúng ta được hiện hữu? And we know it's revival. Để chúng ta biết rằng Chúa ngài đang phục hưng. But ask yourself, what is revival? Và câu hỏi mà chúng ta cũng cần được đặt ra để tìm hiểu và nhận định đó là tại sao sự phục hưng xảy ra trong lúc này. I think that maybe sometimes our why gets a little messy. Anh chị em, vì tôi nghĩ rằng nhiều khi chúng ta đã làm lu mờ cái lý do tại sao chúng ta hiện hữu. I think sometimes our why of what the Lord wants us to do gets a little messy. Nhiều khi chúng ta cũng để cho cái lý do tại sao những việc Chúa ngài muốn chúng ta thực hiện ở trong đời sống của chúng ta đã trở nên bị lu mờ đi. Sometimes we begin to mix what it is that we want and what God wants and we say this is what God wants. Nhiều khi chúng ta trộn lẫn những gì chúng ta mong muốn cũng như là ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng ta đã làm cho vấn đề bị vẩn đục đi. Sometimes you mix what you've created that you think God is telling you to do with what God really wants us to do. Và nhiều khi chúng ta tự làm những cái công việc mà chúng ta lại nghĩ rằng đó là việc Chúa muốn chúng ta làm. You know, a lot of people
mess up kind of the reason of the why on the weekly services that we have. Anh chị em, một số người đã đánh mất hay là trật mất cái nhìn cũng như là đã hiểu sai cũng như là mất đi cái lòng nhiệt thành cho các buổi nhóm trong tuần của chúng ta. And it's not about coming to church every day. Không phải là để chúng ta chỉ đến nhà thờ mỗi ngày. But it's about physically wanting to be in His presence, united together with others. Nhưng mà là hiện diện có mặt cùng với các anh chị em khác trong sự hiệp nhất ở trong sự hiện diện của Chúa, tiếp nhận sự hiện diện của Chúa. Can you experience the Lord at home? Anh chị em có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở nhà không? Of course. Chắc chắn là có. But I know at times when I'm at home by myself, not at church. Nhưng mà nhiều khi tôi ở nhà một mình, không có mặt ở tại nhà thờ tại đây. You do other things. Chúng ta làm những thứ khác. You don't worship. Chúng ta không có thờ phượng. You don't pray. Chúng ta không có cầu nguyện. Sometimes, maybe in the morning, maybe at night. Nhiều khi có thể là buổi sáng, có thể là buổi tối. That the reason why the Lord has changed our hearts in the last 8 months is because it's no longer a task or a duty that we check off every day, but it's a lifestyle that we're living. Nhưng mà tôi tin rằng những điều Chúa ngài dẫn dắt chúng ta để có sự thay đổi lớn trong 8 tháng qua, đó là chúng ta không đánh dấu ở trên cái bảng liệt kê của chúng ta là làm xong việc này ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta. If you come for the last 8 months, nếu anh chị em đến đây trong 8 tháng qua, you can tell me. Anh chị em có thể nói với tôi. And I'll believe you. Và tôi sẽ tin anh chị em. That you worship for at least an hour a day. Đó là anh chị em ít nhất cũng là được có cơ hội để thờ phượng Chúa 1 giờ đồng hồ. Sometimes a little bit longer. Nhiều khi chúng ta thờ phượng lâu hơn. You can tell me that you're in the Lord's presence for at least an hour a day. Và anh chị em cũng có thể nói với tôi rằng anh chị em có mặt ở trong sự hiện diện của Chúa ít nhất là 1 giờ đồng hồ một ngày. And here's the thing. Và đây là vấn đề. Even though I want to agree and say amen with everybody. Lý do mà tôi rất muốn amen, đồng ý với mọi người tại đây. My ideas are my thoughts now. Nhưng mà ý của tôi cũng như là sự suy nghĩ của tôi bây giờ. How do I continue that for the rest of my day, not only when I'm at church? Là làm sao để tôi có thể tiếp tục giữ được cái tinh thần thờ phượng tương giao ở trong sự hiện diện của Chúa những phần còn lại của Ngài. Thay vì chỉ có những cái thời giờ ở tại nhà thờ mà thôi. You know, last week he talked about our hands. Tuần rồi mục sư Khánh đã nói đến việc đặt tay và Chúa sử dụng bàn tay của chúng ta. This week, tuần này, I'm going to talk about our mouth and our heart. Tôi sẽ nói về cái miệng và tấm lòng của chúng ta. Everybody has a mouth. Ai cũng có cái miệng phải không? I don't have to tell everybody to look at their mouth because you can't look at your mouth like you can look at your hands. Và tôi không thể là mẫu anh chị em như là tuần rồi mục sư Khánh đã hướng dẫn anh chị em. Đấy là anh chị em nhìn cái miệng của mình, bởi vì anh chị em không thể nhìn miệng của mình như chúng ta nhìn tay của mình trong tuần rồi. But everybody knows they have a mouth. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng biết là mình có cái miệng, phải không? Everybody knows that they can speak words. Ai cũng biết rằng chúng ta có thể nói những lời. But everybody can also speak life or death. Nhưng mà lời của chúng ta, tất cả chúng ta đều có cái cơ hội để nói về sự sống hay là nói những cái sự chết vào trong hoàn cảnh cũng như đời sống của những người xung quanh chúng ta. And you can choose to honor the Lord with your mouth or you can choose to curse what the Lord is doing. Anh chị em, chúng ta có thể sử dụng lời nói của chúng ta và chúng ta chọn sử dụng lời nói của chúng ta để bày tỏ công việc của Chúa hay là rủa sả những công việc Chúa đang làm. Now everybody has a heart. Ai trong chúng ta cũng có tấm lòng. Can't see it. Chúng ta không thấy cái tấm lòng của chúng ta. I can't look at you and say I know you have a heart. Tôi không thể nhìn anh chị em và nói rằng tôi tin rằng anh chị em có tấm lòng ở trong đó. But I know it's there. Nhưng mà tôi biết là nó có mặt. But I can feel your heartbeat. Tôi có thể cảm nhận được cái nhịp tim của anh chị em. And you can tell if your heart is beating or not. Và anh chị em có thể biết rằng tim của mình còn đập hay là không. But on the spiritual side, nhưng mà trong đời sống thuộc linh, how do you know that your heart is driven by the Lord and not by other things? Làm sao để chúng ta biết rằng tấm lòng, con tim của chúng ta đang được hướng dẫn và cầm giữ bởi Chúa hay là bởi những thứ khác ở trong đời này? By your mouth? Bằng miệng của chúng ta. Whatever's in your heart will come out of your mouth. Những gì có trong lòng của chúng ta nó sẽ trở thành tiếng nói và chúng ta tỏ nó ra bằng miệng của mình. If I love you, nếu tôi yêu thương anh chị em, in my heart, trong tấm lòng của tôi, I'll say it with my mouth.
thì miệng của tôi sẽ nói ra tôi yêu thương quý vị. But if I don't, nhưng mà nếu không, well, you know. Thì quý vị biết rồi. See, there's a difference that we have to understand is because in every part of our life, how do we honor God with it? Điều mà chúng ta cần hiểu tại đây là làm sao để mỗi mặt của đời sống của chúng ta đều tôn quý Chúa trong cuộc sống của mình. See, last week when he talked about our hands, tuần rồi khi mục sư Khánh nói về tay, đôi tay của chúng ta, it really has touched my life this entire week. Nó đã ảnh hưởng đến và chạm đến đời sống của tôi suốt trong tuần qua. When you think about your hands, khi chúng ta nghĩ về tay của mình, it does everything for us. Làm tất cả mọi sự cho chúng ta. This is what makes you money. Ở đây cũng là tay để chúng ta có thể làm nên tiền bạc. What helps you function in life? Có thể giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể sinh hoạt được trong cuộc sống của chúng ta. You can use it for the kingdom or you don't have to. Chúng ta có thể sử dụng nó cho việc mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời hay là không. But I'll tell you what. Nhưng mà cho tôi chia sẻ với anh chị em điều này. You'll know if you're using your hands for the Lord in your heart and also what you speak. Chúng ta biết rằng chúng ta sử dụng tay của mình cũng như là miệng của mình bởi vì tấm lòng của chúng ta biết điều đó. Everything's connected. Tất cả đều có cái sự nối kết với nhau. You know, if you find yourself not speaking blessings to the Lord, but you're using your hands, you're just serving, but you're not really worshiping the Lord. Nên chị em thật sự không thể chúc phước cho Chúa của chúng ta, ngợi khen Ngài cho những việc Chúa Ngài làm trong đời sống của chúng ta, thì tay của chúng ta chỉ làm sự bận rộn trong sự phục vụ, nhưng mà lòng của chúng ta không có với Chúa. Do you know that you can use your hands and you can be in church and you can do things for the Lord, but that doesn't mean your heart is there for the Lord. Anh chị em, chúng ta có thể sử dụng tay của chúng ta để giúp đỡ phục vụ trong hội thánh, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tấm lòng của chúng ta có tại đó. I see it all the time. Tôi thấy luôn. All the time. Tôi thấy thường xuyên lắm. I'll give you the best example. Cho tôi chia sẻ anh chị em một hình ảnh minh họa tại đây. I see people, they'll be in the church. Tôi thấy có những người họ ở trong nhà thờ. In our church, we love water bottles. Ở trong hội thánh của chúng ta thì chúng ta thích nước đóng chai lắm. We have water bottles everywhere. Chúng ta có nước đóng chai khắp nơi. We're here from Tuesday to Sunday, so there's a lot of water bottles everywhere. Chúng ta có mặt ở tại đây từ ngày tối thứ ba cho đến ngày chủ nhật thì chúng ta thấy rằng có nhiều nước đóng chai khắp ở trong nhà thờ này. Sometimes I see people, they're worshiping the Lord. Nhiều khi tôi thấy người ta đang thờ phượng Chúa. And then after service, rồi sau giờ thờ phượng, they want to use the hands for the Lord. Muốn sử dụng tay của mình cho Chúa. So they go around picking up water bottles. Nên họ đi và lượm những cái chai ở trong nhà thờ. To throw it in the trash. Để bỏ trong thùng rác. What a good thing to do, right? Anh chị em, đó là điều tốt phải không? And they're so wasteful. These people, they didn't even drink all their water. Look how much is left. So wasteful. Nhưng mà trong lòng của họ và miệng của họ lẩm bẩm, nó mấy cái người này phí phạm nước quá. Đây là những con người phí phạm củi của Chúa. I know who sits in this chair. What a waste. Muksu Sam, he has two water bottles. One he has opened, the other one he drank a little bit. Tôi biết cái người ngồi ở tại cái ghế này, này ông Muksu Sam nè, một cái chai đó thì ông có mở ra một chai thì ông chỉ uống có một chút thôi. Oh, I know who did communion here. They left their cup here. Tôi biết rằng ai là người đã giúp đỡ trong dự tiệc thánh tại đây và họ còn để cái ly mà đã sử dụng ở đây. Oh. You know who sits there? They left all their tissues in the chair. Và tôi biết cái người ngồi tại đây nè. Nhưng mà là chùi giấy xong rồi đã bỏ tại cái ghế của mình rồi. But you still throw it away. Chúng ta cũng lượm mà chúng ta đem bỏ rác. But you're just angry and grumbly the whole time. Nhưng mà lòng của mình thì đang tức giận và mình đang lẩm bẩm. You think that honors the Lord? Anh chị em nghĩ cái điều đó có là cách để chúng ta trân quý Chúa, tôn quý Chúa không? I'll show you a scripture that says these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Tôi sẽ chỉ cho anh chị em thấy rằng có những người họ nói bằng miệng tôn quý Chúa bằng môi miệng của mình nhưng mà lòng thì xa Chúa lắm. When I read that scripture, it hurt. Khi tôi đọc cái câu kinh thánh đó thì thấy rằng đánh động trong tấm lòng của tôi đau đớn lắm. You know the reason why is because for me, the why for me. My purpose is in my why. Anh chị em, lý do nó liên quan đến điều này đối với tôi, đó là bởi vì đối với tôi, cái lý do là cái điều rất là quan trọng, nó liên hệ đến những công việc tôi làm. You know why some people don't use their hands like he said last week, but they put it under their arms? Anh chị em có biết tại sao như mục sư Khánh đã nói ở trong tuần rồi, đó là người ta chỉ để tay của mình kẹp trong nách thôi.
Because you don't know your purpose or your why on how to use these hands for the Lord. Vì chúng ta không biết lý do tại sao mục đích mà Chúa Ngài muốn chúng ta sử dụng đôi tay của mình. You know, some people they're still trying to figure out what it is the Lord wants them to do. Có người thì cho đến giờ phút này vẫn ráng tìm cách để tìm hiểu xem Chúa muốn mình làm điều gì. And they can't even do the first thing that the Lord has asked us to do. Và rồi chỉ có cái điều đầu tiên Chúa đòi hỏi chúng ta làm cũng không thực hiện được. Love him with our heart, soul, and mind. Yêu Chúa với hết cả tâm lòng, sức lực của chúng ta và tâm trí của chúng ta. You know when your hands are going to be used? Anh chị em có biết rằng khi tay của chúng ta mà muốn được Chúa Ngài sử dụng, when you love him with your heart, soul, and mind, thì nó đòi hỏi là chúng ta hãy yêu Chúa bằng hết cả tâm lòng, linh hồn và sức lực của chúng ta. You know, it broke my heart when I read these scriptures. Anh chị em, nó làm cho lòng của tôi tan nát khi tôi đọc những câu kinh thánh này. You know how many people can come here on a Sunday, worship the Lord, and then defile the Lord with your lips after you leave church? Anh chị em có biết là có những người họ đến nhà thờ, đứng thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật, nhưng mà rồi ra về rồi thì họ làm ô uế danh của Chúa bằng chính miệng của mình. It's not that hard to do. Anh chị em, đó không khó để thực hiện đâu. We do it really often and we don't even know it. Chúng ta đã làm một cách rất là thường mà chúng ta nhiều khi không để ý đến. And the Lord's been really speaking to me about the church and also myself included in the church is how do we live in this time of revival with inner purity? Anh chị em, Chúa Ngài phán dạy cho tôi rất là nhiều điều về hội thánh của Chúa, trong đó có tôi. Làm sao để chúng ta có thể sống ở trong sự thánh khiết, ở trong cuộc phục hưng này. Last time I spoke about holiness. Lần trước khi tôi chia sẻ lời của Chúa giảng dạy thì tôi nói đến cái sự thánh khiết. For us to choose to be holy because he's holy. Và chúng ta chọn để sống thánh khiết bởi vì Chúa của chúng ta là thánh khiết. But the inner purity that the Lord wants us to understand is our thoughts and the things that we do can't be mixed with the world, but it has to be exactly what it is that he says. Nhưng mà cái sự thuần khiết, cái sự trong sạch nội tâm của chúng ta chính là điều mà Chúa Ngài cũng muốn tìm thấy trong đời sống chúng ta. Now Jesus is here and he's speaking to these Pharisees, these religious leaders, these teachers who say they know God and all things about God, but yet they are so mixed up in their ideas on what the Lord really wants them to do. Ở trong phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay là những lời Đức Chúa Giêsu Ngài nói với những người lãnh đạo Do Thái trong lúc bây giờ, những người lãnh đạo tôn giáo, những người Pharisee, những thầy thông giáo, họ đã đánh mất cũng như là đã hiểu sai, cũng như thực hiện không đúng những điều Chúa muốn họ thực hiện. And the problem that I see and the Lord's been revealing to me is that there are so many of us who are saying that we love him with our heart, soul, and mind, that we'll do anything for him, that we'll continue to serve him, that we're going to be in this place of a revival, but then when it comes down to the inner purity of your heart, what are you actually doing? Anh chị em, nhiều người trong chúng ta nói đến chúng ta yêu Chúa, chúng ta muốn phục vụ Ngài, chúng ta muốn làm những công việc cho Chúa, nhưng mà khi đến cái vấn đề mà Chúa Ngài muốn tìm thấy, đó là cái sự thánh khiết bề trong của chúng ta, sự trong sạch bề trong của chúng ta, thì chúng ta không có gì để thể hiện cho Chúa. Sometimes we allow our traditions of our culture and just traditions that we've created in church to get in the way of what it is that God is trying to actually do. Nhiều khi chúng ta để cho truyền thống của con người cũng như những truyền thống mà chúng ta lập lên ở trong hội thánh, ở trong nhà thờ, và khiến cho chúng ta đánh mất cái ý muốn, ý thật của Chúa trong việc chúng ta thực hiện những công việc Chúa. This hit me really hard this week. Anh chị em, điều này nó làm cho tôi phải đối diện một cách rất là khó khăn trong tuần này. Somebody texted me. Có người nhắn tin cho tôi. And they said, họ nói, I don't even know why this was even a question that they had to ask me. Tôi không biết để nói như thế nào là tại sao họ lại đặt vấn đề, lý do tại sao của việc họ nói những điều này. This is what they said. Đây là điều mà họ nói. Pastor Sam, Mr. Sam, can I wear shorts on a Sunday? Tôi có thể mặc quần đùi đi nhà thờ được không, trong ngày Chủ nhật được không? I said, yeah, why not? Tôi nói rằng, tại sao không? Because, well, you know. Thì người này nói rằng, thì mục sư biết rồi. I didn't have to finish or answer the question. I know what he means. A lot of us would look at him and say, ugh, shorts on a Sunday? Tôi không cần phải nói hết cái ý của tôi vì tôi hiểu được cái người đó ý cũng muốn nói gì. Đó là
Hội thánh khi chúng ta thấy một người mặc quần đùi đi vào trong ngày Chủ nhật trong thờ phượng thì tất cả chúng ta sẽ nhìn và chúng ta nói đi nhà thờ mà mặc quần đùi như vậy. And then now a lot of people in the room are like, oh, Moksi-san, that young pastor doesn't understand. Nhưng mà bây giờ thì nhiều người trong nhà thờ sẽ nhìn tôi và nói cái ông mục sư trẻ đó ông không hiểu. No way. Không được, cái điều đó không chấp nhận. No way you don't wear shorts on a Sunday. Chúng ta không có đi thờ phượng trong ngày Chủ nhật mà mặc quần đùi được. You don't wear a t-shirt on a Sunday. Chúng ta cũng không có mặc áo thun, áo thun lá mà đi nhà thờ trong ngày Chủ nhật. See, but a lot of people wouldn't understand that this person just got out of surgery and they can't put on pants. Có thể nhiều người không hiểu được rằng cái cá nhân này vừa mới trải qua một cuộc giải phẫu thì không thể mặc quần dài được. Can't even wear tennis shoes, so they ask the question, can I wear sandals to church? Cũng không thể nào cúi xuống để cột dây dài tennis được, cho nên hỏi gì chứ, tôi có thể mang dép đi nhà thờ được không? So worried, so concerned about what others would judge or think about this person that they don't even want to go to church yet. Và vì quan tâm và lo lắng về cái nhìn cũng như là những ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh đến độ không dám đi nhà thờ. Do you see what we've created in church for people to not even want to go to church because they'd be judged by the people sitting in church? Anh chị em, chúng ta đã tạo nên những cái luật lệ cũng như những cái truyền thống làm cho luôn cả cái người kế bên cạnh của chúng ta cũng không dám đi nhà thờ. What's the reason? Lý do là gì? Because we respect the Lord. We respect to wear our Sunday best. Đúng rồi, chúng ta được đòi hỏi là chúng ta phải ăn mặc đàng hoàng, tôn quý Chúa, bởi vì chúng ta muốn mặc cái bộ đồ tốt nhất ở trong ngày Chủ nhật để đến nhà Chúa thờ phượng Chúa. I'm gonna tell you something my mom told me growing up. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái điều mà mẹ của tôi đã dạy tôi khi tôi lớn lên trong gia đình. This wasn't me. Đây không phải là tôi. But there are kids growing up that they mack about everything. Nhưng mà có những cái đứa trẻ khác chúng ta biết rằng đi đâu cũng thấy cái gì cũng về mét. Think about your kids. One of them is one of them. Anh chị em nghĩ về những đứa con chúng ta trong nhà thế nào cũng có một đứa hay đi mét. In my family, it's... I'm just kidding. I'm not going to say it. Trong gia đình của tôi thì... Thôi, tôi không dám nói. Okay, my mom used to say one thing and I hope you can remember this. Mẹ của tôi dạy một điều mà tôi hy vọng rằng quý vị cũng cần nhớ. Con. Worry about yourself. Hãy quan tâm và lo cho chính mình đi. Amen. Can I ask you a question? Cho tôi hỏi anh chị em một câu. Don't you think that the Lord looks at everybody's heart? Anh chị em nghĩ rằng Chúa có nhìn thấu tấm lòng của mỗi chúng ta không? Don't you think the Lord knows that this person would want to wear jeans or pants if they could wear it, but they'd rather just go to church and be a part of His presence even though they can only wear shorts or sandals? Anh chị em có biết rằng Chúa nghe hiểu và nghe biết rằng tấm lòng của những con người này, họ rất muốn là ăn mặc đàng hoàng, nhưng mà họ cũng tin rằng và họ có thể tự do để được đến với Chúa trong cái hoàn cảnh và điều kiện mà họ bị thiếu thốn. Some of us, it's really hard right now to even grasp that because you would say, I would never worry about yourself, then never do it. Anh chị em, có người trong chúng ta sẽ nói trong việc, tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó. Được, cứ quan tâm và cho chính mình đừng bao giờ làm như vậy. Because the Lord's going to judge you. Bởi vì Chúa Ngài sẽ phán xét chúng ta. What good is it? The Bible says this is what good is if you do all this without love. Anh chị em, lời của Chúa nói như thế này, nếu chúng ta làm tất cả điều này mà không có tình yêu thương thì như thế nào? What good is it? Nó có giá trị gì? To be a church about standards and everything but not love people that don't look like you. Đi đến nhà thờ và chúng ta lập những cái luật lệ, những cái tiêu chuẩn, nhưng mà lòng của chúng ta thì không yêu thương những người cùng đến thờ phượng Chúa với mình. Let's see what Jesus says. Để chúng ta xem những điều Chúa Giêsu đã nói. And I have to read these scriptures a little bit quick because there's a lot of them, but let's read it together. Tôi xin phép được đọc những câu kinh thánh này một cách nhanh hơn vì có nhiều câu kinh thánh, nhưng mà xin ta cùng lắng nghe. In Mark chapter 7, ở trong Mác chương 7, verses 1 to 23. Từ câu 1 cho đến câu số 23. It says, one day some Pharisees and teachers of religious laws arrived from Jerusalem to see Jesus. Bây giờ có mấy người Pharisee và thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến. Họ tụ họp chung quanh Đức Chúa Giêsu. They noticed that some of his disciples failed to follow the Jewish ritual of hand washing before eating. Nghe thấy một vài môn đồ ngày dùng bữa mà tay không sạch, nghĩa là không rửa tay.
The Jews, especially the Pharisees, do not eat until they have poured water over their cupped hands as required by their ancient traditions. Theo truyền thống của người xưa, người Pharisee và người Giuđa đều không ăn nếu tay chưa bụm nước và rửa. Similarly, they don't eat anything from the market until they immerse their hands in water. This is but one of many traditions they have clung to, such as their ceremonial washing of cups, pitchers, and kettles. Khi ở trở về, nếu chưa rửa, họ cũng không dùng bữa. Họ lại còn giữ nhiều điều khác nữa, như tẩy rửa chén tách, bình lọ, và các đồ dùng bằng đồng. So the Pharisees and teachers of religious laws asked him, why don't your disciples follow our age-old traditions? They eat without first performing the hand-washing ceremony. Vì thế những người Pharisee và các thầy thông giáo hỏi Ngài, tại sao môn đồ thầy không sống theo truyền thống của người xưa, cứ để tay bẩn mà dùng bữa vậy? And Jesus replied, Chúa Giê-xu đáp, you hypocrites. Các ngươi là những kẻ giả hình. Isaiah was right when he prophesied about you, for he wrote, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is a farce. Ê-sai nói rất đúng khi nói rằng dân này lấy môi miệng tôn kính ta nhưng lòng của chúng cách xa ta lắm. For they teach man-made ideas as commands from God. Vì họ dạy những cái truyền thống của con người. For you ignore God's law and substitute your own tradition. Các ngươi thờ phượng như vậy là vô ích vì giáo lý chúng dạy chỉ là những luật của loài người. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người. Then he said, you skillfully sidestep God's law in order to hold on to your own traditions. Ngài cũng nói với họ, các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình. For instance, thí dụ, Môi-se đã nói, Moses gave you this law from God, honor your father and mother, and anyone who speaks disrespectfully of their father or mother must be put to death. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. But you say it is all right for people to say to their parents, sorry, I can't help you, for I have vowed to give to God what I would have given to you. Nhưng các ngươi lại bảo, nếu ai nói với cha mẹ rằng, những gì con có thể giúp cha mẹ là co ban, nghĩa là lễ vật đã dâng cho Đức Chúa Trời. In this way, you let them disregard their needy parents. Vậy các ngươi không cho phép người ấy làm gì cho cha mẹ mình nữa. And so you cancel the word of God in order to hand down your own tradition. And this is only one example among many others. Như thế các ngươi cố bám giữ truyền thống của mình mà chối bỏ lời của Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác tương tự như vậy. Now this is the meat and potatoes. Ở đây là lẽ thật của câu chuyện. And Jesus just starts speaking the truth. Sau đó Đức Chúa Giê-xu Ngài bắt đầu nói lẽ thật. Then Jesus called to the crowd to come and hear. All you listen, he said, and try to understand. Sau đó Ngài đã gọi dân chúng đến và phán, tất cả hãy nghe ta và hiểu rằng. It's not what goes into your body that defiles you. You are defiled by what comes from your heart. Không có vật gì từ bên ngoài vào trong con người có thể làm ô uế người được, nhưng những gì ra từ bên trong con người mới làm ô uế người đó. Then Jesus went into a house to get away from the crowd, and his disciples asked him what he meant by the parable he had just used. Khi Ngài đã vào trong nhà và cách xa dân chúng rồi, các môn đồ vào trong nhà đòi hỏi Chúa Giê-xu, hỏi Chúa Giê-xu về ẩn dụ này. Jesus' response is, don't you understand either, he asked. Ngài phán vậy, các con cũng không hiểu sao. Can't you see that the food you put into your body cannot defile you? Food doesn't go into your heart, but only passes through your stomach and then goes into the sewer. Các con không biết rằng chẳng có vật gì từ bên ngoài và làm có thể ô uế cho con người được sao? Vì vật đó không đi vào trong lòng của người, nhưng vào trong bụng, rồi bị thải ra nơi kín đáo. By saying this, he declared that every kind of food is acceptable in God's eyes. Như vậy, Ngài ngụ ý rằng mọi thức ăn đều tinh sạch. And then he added, và Ngài lại phán, it is what comes from the inside that defiles you. Điều gì ra từ con người mới làm ô uế con người. Now read 21 and 22 and 23 with me. Vậy xin chúng ta cùng nghe câu 21, 22 và 23 chung với nhau. Make a mental note of this. Vậy xin chúng ta ghi chú nó trong tâm trí của mình giờ này. For from within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. All these vile things come from within. They are what defile you. Vì từ trong, từ lòng người, mà sinh ra những ác ý như tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, dối trá,
phong túng, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu ấy đều xuất phát từ trong, từ bên trong và làm cho người ô uế. The Lord's asking for inner purity. Chúa Ngài đang đòi hỏi và tìm kiếm một cái sự thuần khiết trong sạch bề trong. The cleanest way, the best way possible to be more like him has to purify your heart. Cái cách tốt nhất, đường lối tốt nhất để chúng ta trở nên giống như Chúa hơn, đó là chúng ta phải thanh tẩy tấm lòng của chúng ta. Get rid. Và chúng ta phải loại bỏ of all things tất cả những điều that aren't of Christ. Mà nó không có bày tỏ rằng chúng ta tôn trọng Chúa. Get rid. Chúng ta cũng loại bỏ of all things tất cả những điều sai lạc that cause you to do the opposite thing that Christ wants you to do. Khiến cho chúng ta làm nghịch lại, ngược lại với những gì Chúa muốn chúng ta làm. There's a requirement that the Lord's asking of us to carry out this revival. Anh chị em có một cái yêu cầu của Chúa để chúng ta có thể trở nên những con người mang sự phục hưng này để bày tỏ ra thực hiện. Do you understand how important it is for this inner purity that Jesus is talking about? Anh chị em thấy cái tầm quan trọng của cái sự trong sạch bề trong mà Chúa Giêsu đang nói đến tại đây. You'll know what's inside of you. Chúng ta biết chúng ta đang chứa những gì bên trong chúng ta. By what comes out of your mouth. Bằng cách chúng ta nghe những gì miệng chúng ta nói. You'll know. Chúng ta biết chắc. If it's hard for you to pray for somebody. Nếu đối với chúng ta khó để có thể cầu nguyện cho một người khác. I know what your lips have not been doing. Thì tôi biết rằng cái miệng của anh chị em đã không quen để làm. If you haven't been worshiping at home. Nếu chúng ta không thờ phượng ở tại nhà. It'll show. Nó sẽ bày tỏ ra. If you haven't been having a relationship with the Lord. Nếu chúng ta không có một mối liên hệ mật thiết với Chúa. It'll show. Nó cũng sẽ lộ ra. Nobody has to say anything. Không ai cần phải nói bất cứ điều gì. You can just see it. Chúng ta nhìn, chúng ta cũng có thể thấy. Right? Phải không anh chị em? It's today. Hôm nay. You know, I'm torn in a place. Tôi đang bị tranh chiến ở trong một cái chỗ. Because if I preach a message like this, bởi vì khi tôi giảng như sứ điệp như thế này. Oh yeah, I know people are going to get offended. Thì tôi biết chắc là sẽ có những người họ chọn đó là không thích và tổn thương. You know why? Tại sao? Because inner purity. Tại vì khi nói đến sự trong sạch thuần khiết bề trong. When it's talked about. Những điều mà chúng ta nói. When it's read in the Bible. Mặc dù là tìm được ở trong Kinh Thánh. And if you don't like it. Nhưng mà nếu anh chị em không thích điều này. You know what starts to surface in your heart? Và anh chị em bắt đầu để ý thấy cái gì nó đang xuất hiện và nó nổi dậy trong tấm lòng của chúng ta. All of the evil things you allow live in it. Thì tất cả những cái điều xấu xa mà chúng ta cho phép nó sống ở trong lòng chúng ta. It happens. Nó sẽ xảy ra. Because that's what happens when you allow Christ to take over your life. All things that are not of him have to go. Ở đây là một trong những điều kiện rất là quan trọng khi chúng ta để Chúa Ngài bước vào và sống ở bên trong chúng ta. Thì những thứ xấu xa ô uế nó sẽ xuất hiện. It's the truth. Và đó là sự thật. When we talk about things that defile and that truly grieve the presence of the Lord. Chúng ta nói đến những điều có thể làm tổn thương cũng như là làm buồn sự hiện diện của Chúa. Some of us love those things too much to get rid of them, even though they pull us away from Christ. Chúng ta yêu thích những thứ đó quá đến độ chúng ta không muốn từ bỏ nó, mặc dù những điều đó nó đang kéo chúng ta xa Chúa. It's important. Mà nó rất là quan trọng. How do you expect to live in this time of revival that the Lord has brought to us if this number one thing of truly purifying our lives for him is not a part of it? Anh chị em, làm sao để chúng ta có thể mong đợi Chúa Ngài sử dụng chúng ta và ban phước trên chúng ta một cách lớn lao trong thời kỳ của sự phục hưng này, khi mà cái điều Chúa Ngài đòi hỏi nơi chúng ta quan trọng và đơn giản nhưng mà quan trọng, đó là cái sự thánh khiết của tấm lòng của chúng ta. Number one, thứ nhất, from my point, cho cái điểm của tôi muốn nói đến tại đây, is honor the Lord with your lips and your heart. Đó là hãy tôn vinh Chúa bằng môi miệng và tấm lòng của chúng ta. What are you speaking in your life and around your life? Anh chị em, chúng ta đang nói gì trong cuộc đời của chúng ta cũng như là chung quanh đời sống chúng ta? The words that you speak out of your mouth. Những lời mà chúng ta cho nó nói ra từ miệng của mình.
They bring life or death. Nó sẽ đem lại sự sống hoặc là sự chết. It's the truth. Đó là sự thật, lời của Chúa. You know how I know that words affect somebody? Anh chị em, làm sao để tôi biết được là lời nói nó có ảnh hưởng trên một người? I'll tell you how. Tôi sẽ chỉ cho anh chị em thấy lý do và cách nào. You ever gone to church on a Sunday? Anh chị em có đi nhà thờ trong một buổi sáng Chủ nhật? And someone says, là có người nói, oh, you gain a little weight. Hôm nay thấy mập nè, lên cân phải không? You know what happens when you go home? Anh chị em biết rằng cái hôm đó khi mình về nhà thì chuyện gì xảy ra không? What do they know? They're fat too. Thì chúng ta lầm bầm trở lại vì chúng ta nói rằng người đó không biết là họ cũng mập không? You know how many times I heard, she should have wore something under that áo dài. Có người thì tôi đã từng nghe đó là cái chị đó là đáng lý phải mặc thêm đồ lót ở dưới cái áo dài đó. Not here. Different church. Không phải trong hội thánh này, ở một cái hội thánh nào khác, nhà thờ nào khác. You know how many times I've been called fat? Anh chị em có biết rằng trong cuộc đời tôi có bao nhiêu lần tôi đã bị người ta nói rằng mập không? But in a nice way. Nhưng mà trong cái cách gọi là lịch sự theo họ nghĩ. So you've been eating good. Hồi xưa lúc này ăn uống chắc ngon lắm phải không? But I can always count on one person. Nhưng mà tôi có thể tin và nhờ cậy tin và nương cậy nơi một người. No matter if I'm fat or not. Là tôi có mập hay là không. Cô Linda. You're a real one. Là một cái người rất là thật đó. Every time I get off the pulpit. Mỗi lần mà tôi bước khỏi bước xuống từ tòa giảng. Wow, Pastor Sam, what have you been doing? You're looking slim. Pastor Sam, tôi làm cái gì mà lúc này thấy có vẻ là sụt cân nha. I said, you know what, cô Linda? Thank you. Tôi nhìn cô Linda và tôi nói rằng, oh, cảm ơn cô Linda. I don't want to tell her. I just bought a bigger shirt, but thank you. Thank you. Tôi cũng muốn nói với cô và tiết lộ đó là tôi mới mua cái áo cái cỡ nó rộng hơn, nhưng mà không. Muốn cứ để như vậy. Changes your mood, right? Anh chị em, nó thay đổi cái cảm xúc của chúng ta phải không? It does. Nó ảnh hưởng phải không? What happens when you wake up and you say, "Today is just I can't. Oh my gosh, I don't want to go to work." Anh chị em, chuyện gì xảy ra khi chúng ta sáng sớm thức dậy và chúng ta nói rằng, oh, ngày hôm nay tôi không muốn đi làm nữa. Oh, I can't deal with people. Không có thể nào để đối diện và gặp gỡ những cái con người khó thương đó. What do you think is going to happen? Anh chị em nghĩ cái ngày đó của chúng ta sẽ như thế nào? I'll tell you what's not going to happen. Tôi có thể nói với anh chị em liền đó là những điều không thể xảy ra trong ngày. You're not going to wake up and say, ugh. I'm so tired. I don't want to wake up. I don't want to do anything today. I promise you, you're not going to say, okay, let me read the word now. Lord, I love you. I thank you, Jesus, for this beautiful day. You're not going to say it. Anh chị em, nếu chúng ta thức dậy và chúng ta đã lầm bầm, chúng ta đã than phiền ngay trong những cái phút chúng ta mở mắt, thì tôi cam đoan với anh chị em là anh chị em cũng có thể ngồi xuống để đọc lời của Chúa, để cảm tạ Chúa, ngợi khen Ngài được. And you know when you go to work, anh chị em biết rằng sau đó chúng ta đi làm. And he said, oh, this person is, ooh, I can't stand this person. Thì chúng ta gặp một cái người đầu tiên và chúng ta nói, oh, cái người này khó thương và khó chịu quá. Nobody says that, right? Chắc không có ai nói như vậy phải không? Just making sure. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng điều đó không có trong hội thánh này. But I promise you. Nhưng mà tôi có thể hứa với anh chị em. If those words come out of your lips and your mouth and your heart. Nếu mà những lời đó ra từ miệng của anh chị em và nó xuất phát từ nơi tâm lòng của anh chị em, you'll never talk to them about Jesus. Thì anh chị em sẽ không bao giờ nói về Chúa Giê-xu cho người đó. Yeah. Chắc chắn rồi, phải không? Are you speaking life or death with your mouth? Anh chị em, điều này nhắc chúng ta một cái câu hỏi là chúng ta đang nói những lời sống hay là chúng ta nói những lời gây chết chóc ở trong bằng miệng của chúng ta? Are you uplifting the Lord with your mouth? Chúng ta bởi lời nói của mình tôn cao Chúa. Lord, I thank you. Hay Chúa, con cảm ơn Ngài. You know, I think some people may watch the streams and they may wonder why I say the same prayers every day. Có thể rằng có ai đó đang nhóm lại với chúng tôi ở trên mạng và có thể họ thắc mắc là tại sao mục sư Sam có một lời cầu nguyện mà thường xuyên cầu nguyện, hầu như là cầu nguyện mỗi ngày. I have to remind myself every day to thank the Lord for everything that I have because it could not be in my life, but it is because of him.
anh chị em, tôi phải nhắc nhở chính mình và cảm tạ Chúa luôn luôn mỗi ngày trong đời sống của tôi, vì tôi biết rằng nếu không bởi Ngài thì tất cả những điều này không thể nào có thể có mặt được. You know how I know that everybody understands that the power of the tongue, the power of the words that come out of your mouth can really uplift or bring someone down? Anh chị em, làm sao để chúng ta có thể biết chắc được cái lời nói của chúng ta nó đang nâng đỡ một ai đó hay là nó đang đánh ngã họ? You know how I know? Anh chị em có biết làm sao để chúng ta biết được không? You ask my wife. Anh chị em có thể hỏi vợ của tôi, nhà tôi. Because? Bởi vì Easton only says dada. Nó chỉ nói dada thôi. He'll look at her and say dada. Anh nhìn mà nó nói ba ba dada. She says say mama. Thì nhà tôi ráng cố gắng dạy nó con nói mama. And he says dada. Thì nó nhìn mà nó nói rằng dada. Mama. Thì nhà tôi ráng cố gắng dằn giọng hơn nữa và nói rằng con nói mama. Dada. Thì nó vẫn nói là dada. And he smiles when he says it. Và trong lúc nó nói nó lại còn mỉm cười với mẹ nó nữa chứ. And she says this is not fair. Thì nhà tôi nói rằng cái này không có công bằng chút nào hết. She says, you must be telling him only dada. Chắc là ở nhà anh đã dạy nó suốt ngày là chỉ nói dada thôi, phải when không? Easton wakes up, khi Easton thức dậy buổi sáng, he gets up out of bed, he looks up. Thì nó ngồi dậy và nó nhìn quanh quất. Even though his mom's right next to him. Lúc mẹ nó đang nằm kế bên cạnh nó. Dada. Dada, nó kiếm tôi. And if he doesn't see me. Nhưng mà nếu nó không thấy tôi. Dada. Thì nó nói lớn hơn dada. Jenny says, I'm right here, mama. Thì nhà tôi lại phải nói với nó, mẹ đang ở đây nè, nói mẹ đi, mama. And so now, cho nên bây giờ, Jeannie hasn't accepted that he just says dada. Thì Jeannie phải chấp nhận một điều, đó là cháu chưa biết nói, cho nên nó chỉ nói được có dada mà thôi. But then, nhưng mà rồi, he started saying, nana. Thì lại kế tiếp nó lại bắt đầu, nó nói nana là gọi nhà tôi đó, bà ngoại, bà nội đó. Dada, dada, nana, nana. And Jeannie said, "No, he says dada for everything and nana for everything. It doesn't mean you or your mom." À, đúng rồi. Bây giờ đó là tại vì nó chỉ mới nói được có mấy chữ đó thôi, cho nên cái gì nó cũng gặp thì nó nói dada và nó nói nana. But he knows. Nhưng mà đứa trẻ nên nó biết ấy. But you can see, I can see that it makes her sad that he doesn't say mama yet. Tôi có thể thấy, anh chị em cũng có thể thấy là nhà tôi rất là buồn khi thấy con của mình nó chưa nói và gọi mình được. Power in the tongue can really uplift somebody's life or tear them down. Cái sức mạnh của lời nói của chúng ta có thể nâng đỡ một người hay là đả phá cái người đó, bởi vì nó có cái quyền của sống chết trên cái lưỡi của chúng ta. And I learned this again through my son. Và tôi cũng học điều này được từ nơi con trai của tôi. Easton loves to eat. Easton rất thích ăn. But he also loves to feed the dog. Nhưng mà nó cũng thích cho chó ăn. So he'll sit at the table and he'll eat his food. Nên nó ngồi tại bàn ăn và ăn thức ăn của nó. And he'll take his food. Rồi lấy thức ăn của nó. And he'll just drop it for the dog. Nó bỏ xuống cho con chó bên cạnh ăn. I said, Easton, no. Tôi căn dặn nó, Easton, đừng làm như vậy con. And he'll just eat his food. Nó ăn thức ăn của nó. And he'll just drop it on the floor. Rồi lấy miếng khác nó bỏ xuống sàn nhà. I said, Easton, no. Thì tôi nói rằng, Easton, đừng. And then he'll look at me. Nó nhìn tôi. Take the food while he's looking at me and just drop it. Anh nhìn, lấy thêm một cái miếng ăn, mắt vẫn nhìn tôi nhưng mà tai của nó lén, nó thả xuống. And then he'll grab his food. Và nó lấy thức ăn của nó. And I'm watching him. Và trong lúc tôi nhìn nó. I say, no, don't do that. Tôi nói rằng, đừng, con đừng làm như vậy. Dada. Thì nó nói, dada, rồi nó thả xuống. So then. Cho nên. I got kind of frustrated. Tôi cảm thấy bực mình. I just cooked this food for him. Tôi vừa mới nấu cái thức ăn này cho con của mình ăn. And I need him to eat. Thì tôi muốn là con của mình nó ăn cái thức ăn mình nấu. But he loves the dog and wants the dog to eat too. Nhưng mà nó thương cái con chó quá, nó cũng muốn con chó nó được ăn nữa. So one day. Cho nên một ngày kia. I got really upset. Tôi bực mình. Because he took all the food when I said no. Bởi vì nó lấy tất cả những thức ăn mà tôi nói rằng con đừng có cho chó ăn. And he just took it and just threw it everywhere. Nó cầm những thức ăn nó lên mà nó tung lên, đằng khắp nơi. Dada.
Và nó nhìn tôi mà nó nói, "Da da." I said, "You're going to your Nana's house now." Nó nói rằng con đó là bây giờ là con phải đi qua nhà của Nana ngay bây giờ. So then I looked at him and said, "No, don't do that." Và khi tôi nhìn cháu và tôi nói rằng không, đừng có làm như vậy nữa. And I held his hand down. Và tôi giữ cái tay của cháu xuống. And he tried to lift it up. Nó ráng cố gắng để nó cưỡng lại và nó đẩy tay nó lên. I said, "No." Tôi nói không. He lifted it back up. Thì nó ráng cố gắng nó đẩy tay tôi lên. I looked at him and said, "Easton." Và tôi nhìn nó và tôi nói, "Easton." Daddy said, "No." Ba nói là không. Then he looked at me. Nó nhìn tôi. And then he began crying. Và nó bắt đầu nó khóc. A lot. Khóc nhiều lắm. Nó vừa khóc vừa gọi tôi. Just crying, crying, crying. Khóc, khóc nhiều lắm. Power in the tongue. Life or death, right? Cái sức mạnh nơi cái quyền của lưỡi, sự sống, sự chết ra từ lưỡi của chúng ta. Did I have to say no that way? Tôi có cần phải nói không và cấm không cho con làm theo cái cách đó không? No, I didn't. Không nhất thiết phải như vậy. But out of frustration, did I say it that way? Nhưng mà bởi vì bực dọc cho nên tôi đã gằn giọng với cháu như vậy. I did. Tôi đã làm. Are you out in the world speaking curses over people without knowing? Anh chị em, khi chúng ta sống ở ngoài kia với thế giới, chúng ta đang nói lời sự sống ở trên những người xung quanh chúng ta hay là lời sự chết? Man, they'll never get their life together. Cái người này chắc sẽ không bao giờ có thể dâng cuộc đời của mình và tin Chúa được đâu. Why don't they understand? Tại sao họ không hiểu? It's not that hard. Không có khó hiểu đâu. Are they all there? Có trí nhớ và tâm trí có đầy đủ tại đó không? Hay là lãng trí rồi? Who raised them? Ai nuôi những con người này? And we say all these things without really knowing that we're cursing their lives. Và chúng ta nói những cái lời như vậy mà không biết rằng chúng ta đang rủa xả cái người đó. It's difficult. Rất là khó. To be like Christ. Để trở nên giống như Chúa Giêsu. But it's what he wants for us because it's the best. Nhưng mà những gì Chúa Ngài muốn thấy trong đời sống của chúng ta là bởi vì những điều đó là tốt nhất cho chúng ta. Today, hôm nay, I woke up this morning. Tôi thức dậy buổi sáng hôm nay. Very tired. Rất là mệt. Very, very tired. Rất là mệt. And usually I wake up so early. I wake up on Sundays probably an hour to an hour and a half early. Tôi thức dậy sớm hơn ở trong ngày Chủ nhật, sớm hơn từ 1 giờ hay là 1 giờ rưỡi sớm. But today I was just so tired. Nhưng mà hôm nay thì tôi mệt quá. And my alarms kept going off. Thì cái chuông báo động của đồng hồ của tôi nó cứ đổ. Easton was awake saying dada 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 dada. Easton thức dậy rồi cho nên nó cứ luôn miệng dada dada. And he's like dada 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 dada. Nó cứ lấy ai nó đập tay của nó đập trên vai của tôi và tìm cách để đánh thức tôi dada dada. And Jeannie and Easton have been awake. Và tôi, Jeannie cũng như là cháu Easton đã thức dậy trước tôi rồi. I was just so frustrated. Nhưng mà tôi rất là bực dọc. I was just so tired. Tôi cũng đang rất là mệt. And for the first time in a long time. Cho nên lần đầu tiên sau một thời gian rất dài. I just opened my mouth and I said things I never thought I would say. Thì tôi đã mở miệng ra và tôi đã nói những cái lời mà tôi không nghĩ rằng mình có thể nói. On a Sunday. Trong ngày Chủ nhật. I woke up, first words that came out of my mouth. Tôi thức dậy ở trong ngày Chủ nhật khi điều đầu tiên xuất phát ra khỏi miệng tôi. I'm so tired, I don't even want to go to church. Tôi mệt quá, tôi cũng muốn đi nhà thờ hôm nay. And Jeannie was like, "What?" Nhà tôi sững sốt và nói, "Cái gì?" "Why would you say that?" Tại sao anh nói như vậy? She's like, "Turn on some worship music or something. What's wrong with you?" Hãy mở nhạc rồi khen lên. Cái chuyện gì xảy ra vậy? And she said worship. Là khi tôi nói thờ phượng. And Easton said. Thì Easton nó đưa tay lên liền bởi vì nó thường đưa tay lên để thờ phượng Chúa. And then I don't know why. Nhưng mà tôi không biết tại sao. Easton just crawled over to me. Easton nó bò qua tôi. And he just hugged me and just did this. Nó ôm tôi và tay của nó cứ vỗ lưng của tôi. I cried on the way to church today.
tôi khóc suốt cái tuyến đường từ nhà lên đến nhà thờ hôm nay. Just apologizing to the Lord. I'm sorry I said this, Lord. Xin lỗi Chúa vì con đã buộc miệng nói những lời này hôm nay. I never want to say that again. Con không bao giờ muốn nói như vậy. I just started crying. Và tôi cứ khóc. As I was driving to church. Và trong lúc tôi lái xe đến nhà thờ. I was worshiping in the car. Thì tôi bắt đầu thờ phượng ở trong xe. And I asked the Lord a question and he answered it before I even finished my question. Tôi đặt câu hỏi với Chúa thì Ngài đã trả lời trước khi tôi hoàn tất cái câu hỏi của tôi. I said, Lord, rằng Chúa ơi, do you? Ngài có. And the Holy Spirit said yes. Và Đức Thánh Linh trả lời có. I just cried from Scott Street all the way to here. Và tôi đã khóc từ đường Scott cho đến khi vào đến sân của nhà thờ. My question that I was going to ask the Lord is, do you love me? Thì cái câu hỏi mà tôi định hỏi Chúa là Chúa có thương con không? I felt like I betrayed or disrespected the Lord this morning. Tôi cảm thấy là mình đã phản bội Chúa và đã bày tỏ cái lòng bất kính đối với Chúa sáng hôm nay. Just by my words and frustration, I mean, how many of us are tired sometimes on a Sunday morning? I mean, we can all say sometimes it's happened. Từ cái sự mệt mỏi và bực dọc thì anh chị em, tức là chúng ta đều có những cái ngày như vậy ở trong đời sống của chúng ta, phải không? But I preached this message today and I experienced the same thing in the morning before I got here. Anh chị em, cái điều là ở tại đây đó là tôi giảng cái sứ điệp này, nhưng mà sáng ra thì tôi đã kinh nghiệm cái việc chúng ta có thể có những điều không tốt ra từ miệng chúng ta. The Lord's still working on me. Chúa ơi, Ngài vẫn còn đang sửa đổi con người của tôi, thánh hóa tôi, chưa xong. He's got grace. Nhưng mà Ngài đầy ân điển. Because the moment he answered my question before I even finished my question. Mà cái giây phút mà Chúa Ngài trả lời liền trước khi tôi có thể hoàn tất cái thắc mắc của tôi, hỏi câu hỏi tôi hỏi Chúa. This morning as I was in worship. Sáng hôm nay trong lúc tôi đang thờ phượng. The Lord gave me a scripture and I want to read it for you guys. Thì Chúa cho tôi một cái phần kinh thánh mà tôi muốn đọc cho anh chị em. It's in Ephesians. Ở trong Ephesians chapter 4. Chương 4. Verses 28 to 31. Từ câu 28 cho đến câu số 31. I'll give everybody a second to get there. Ephesians chapter 4, verse 28 to 31. Anh chị em, tôi chờ để anh chị em có cơ hội để lật được phần kinh thánh này. Ephesians chương 4, từ câu 28. I sat in that chair. Khi tôi ngồi tại cái ghế hàng đầu này. Ready to get up here to preach. Sẵn sàng để đứng lên để giảng lời của Chúa. This is the scripture the Lord put in my heart. Đây là phần kinh thánh mà Chúa đặt trong lòng tôi. It says, if you are a thief, quit stealing. Instead, use your hands for good, hard work, giving generously to others in need. Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa. Nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ những người thiếu thốn thì hơn. Now, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be encouragement to those who hear them. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng của anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng và để đem ân phước đến cho người nghe. But this is where it hit me. Đây là cái câu kế tiếp mà nó đánh động tôi mạnh lắm. And do not bring sorrow. Anh em chớ làm buồn. To God's Holy Spirit by the way you live. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng ở trong anh em. Remember, He has identified you as His own. Hãy nhớ rằng vì Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc, anh em thuộc về Ngài. Guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Và đảm bảo cho anh em sẽ được cứu ở trong ngày của sự cứu chuộc. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words and slander, as well as all types of evil behavior. Hãy loại bỏ khỏi anh chị em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. You know, verse 30, it hit me so hard, is do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Câu 30 thì chạm đến tôi một cách mạnh lắm, vì lời của Chúa rằng em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Last week, we talked about honoring the Lord with our hands.
Chúng ta nói đến chúng ta trân quý, tôn quý Chúa bởi việc của đôi tai của chúng ta. This week we're talking about our lips and our heart. Và tuần này thì chúng ta nói đến môi miệng của chúng ta cũng như tấm lòng của chúng ta. The last point I have and we're going to close. Điểm cuối mà tôi muốn chia sẻ tới đây rồi chúng ta sẽ kết thúc. Is what are you putting into your life? Anh chị em đang cho những gì hay là đặt những gì vào ở trong tấm lòng của chúng ta, cuộc sống của chúng ta? What are you allowing to enter into your life? Chúng ta cho phép những điều gì nó đi vào trong tấm lòng và đời sống của chúng ta? There needs to be a time of spiritual house cleaning and physical house cleaning. Anh chị em, nó phải có hai cái sự thanh tẩy tới đây. Bình diện thuộc linh và bình diện thuộc thể. And what words are you allowing to reside in your heart? Và có những lời nói, những từ ngữ nào chúng ta cho phép nó ở một cách thường trực ở trong tấm lòng của chúng ta? God's word. Lời Chúa. Or man-made traditions. Hay là những cái truyền thống của con người. It's important. Rất là quan trọng. For you to understand. Để chúng ta hiểu rằng. That what goes into your life. Những gì chúng ta cho vào trong tấm lòng của mình. Affects your heart. Nó sẽ ảnh hưởng đến tấm lòng của mình. Which affects your body. Rồi nó sẽ ảnh hưởng ra trên thân thể của mình. If what goes into your heart is not honoring the Lord. Nếu những gì chúng ta cho phép đi vào trong tấm lòng của chúng ta mà nó không bày tỏ chúng ta tôn quý Chúa. You won't honor him with these hands. Thì chúng ta sẽ không tôn quý Chúa bằng đôi tai mình được đâu. And hopefully next week he might talk about our feet. Hy vọng rằng tuần tới có thể mục sư Khánh sẽ nói đến chân của chúng ta. Because every part of our body. Vì tất cả một bộ phận trong thân thể của chúng ta. Our hands. Tai. Our feet. Chân. Our mouth. Miệng. Our mind. Tâm trí. Our ears. Tai của chúng ta. They all affect. Tất cả nó đều bị ảnh hưởng. How you honor and glorify the Lord. Ở trong cái cách mà chúng ta tôn quý Chúa trong cuộc đời của chúng ta. You know, I'll share a funny story and then we'll close. Tôi chia sẻ một câu chuyện vui rồi tôi sẽ kết thúc. It's an old story. Câu chuyện cũng khá cũ. I've shared it before. Chắc có lẽ tôi đã từng chia sẻ cái câu chuyện này trước đây. Now sometimes we allow things in our lives that don't honor the Lord without even knowing. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cho phép những điều ở trong đi vào trong cuộc đời của chúng ta là những điều không bày tỏ rằng chúng ta tôn kính Chúa khi chúng ta không nhận biết điều đó. And this story is old. Câu chuyện này cũng khá cũ. There was a week. Đó là có một tuần. In our lives. Ở trong đời sống của gia đình chúng tôi. And Jeannie and I, we would fight every day for a week. Và tôi với nhà tôi thì cứ cãi nhau suốt cái tuần đó. And we didn't know why. Chúng tôi không hiểu lý do tại sao như vậy. We hardly fight. Chúng tôi rất là ít trong cái vấn đề mà chúng tôi cãi nhau. Hardly. Có thể nói rằng rất hiếm. But for a week, we were fighting every day. Nhưng mà trong cái tuần đó thì chúng tôi cãi nhau suốt mỗi ngày. We felt, trong cả tuần. We felt really distant from each other. Chúng tôi cảm thấy mình bị xa cách với nhau. I didn't know why. Tôi không hiểu lý do tại sao. We even prayed about it. Chúng tôi cả hai cũng cầu nguyện về cái việc này. Tìm hiểu cái lý do tại sao. But everything we did. Nhưng mà mỗi việc chúng tôi làm. Just made each other mad. Thì càng làm thì càng khiến cho người kia bực mình hơn. She would say something to me. Nhà tôi nói một cái gì đó với tôi. And I'd be like, and I'll say something back to her. Thì tôi bực mình mà tôi nói như vậy. Rồi tôi lại trả đũa. And we'd just be in the house quiet. Rồi chúng tôi có thể ở trong nhà mà đứa nào cũng làm thinh. Sit on the same couch, quiet. Ngồi cùng một cái bộ salon nhưng mà không nói với nhau một lời nào. Go to sleep. Rồi đi ngủ. Back to back. Xoay lưng lại ngủ trên giường. Just for a whole week. Cả tuần. Didn't know why we were fighting. Không biết tại sao mình lại cãi nhau và tranh chiến như vậy. So we couldn't handle it anymore. Thì chúng tôi đến cái lúc chịu hết nổi rồi. We just turned to each other. Để chúng tôi xoay mặt nhìn nhau. Let's pray. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. God, please show us what's wrong. Là Chúa xin chỉ ra bày tỏ ra chúng con cái gì nó đang sai trật ở tại đây. Then we went to sleep. Để chúng tôi đi ngủ. Next morning. Sáng hôm sau. Jeannie wakes me up. Thì nhà tôi đánh thức tôi dậy. Babe. Anh ơi. I'm sorry. Em xin lỗi. I know why we're fighting. Tôi biết cái lý do tại sao mà chúng ta cãi với nhau rồi. In my mind, I'm like, yeah, it was you. Thì trong lòng tôi nói rằng, biết rồi, phải không? Chính em đó. I'm waiting for her to say it. Tôi chờ để nhà tôi nói hết câu. The week before, cái tuần trước đó, Jeannie went to go get her eyebrows done. Thì nhà tôi đi để tỉa sửa lại lông mày của mình.
And so they gave her lotion to hydrate her eyebrows. Thì người ta đã cho nhà tôi một chất kem để cô thể sức ở trên lông mày của mình. She's not here today, so I'm going to share. Nhà tôi không có mặt tại đây cho nên tôi có thể nói chuyện này. I'll pay for it later. Dĩ nhiên là tôi phải trả cái giá đắt lắm sau cái câu chuyện này. And she comes out. Ở nhà tôi bước ra. Of the restroom. Khỏi cái phòng vệ sinh. So honey. Anh ơi. I know why we're fighting. Tôi biết lý do tại sao chúng ta cãi rồi. I said why. Nói tại sao. And she shows me the lotion. Thì đã đưa cho tôi cái chai kem. With a big old Buddha on the front of it. Có cái ông Phật ở trên cái tấm hình của ông Phật ở trên cái chai đó. Some of y'all would say it's just a picture. Anh em nhiều người sẽ nói rằng, oh, nó chỉ là một cái hình thôi mà. But the moment we threw it away. Nhưng mà giây phút chúng tôi bỏ cái chai kem đó. Prayed over our lives. Và cầu nguyện cho đời sống của chúng tôi. We stopped fighting that day. Chúng tôi dừng lại, không còn cãi nhau trong ngày đó. See, there are some things that we put into our lives, into our hearts, into our body without even knowing that it doesn't honor the Lord. Anh chị em, có những thứ chúng ta đưa vào trong đời sống của chúng ta, thân thể của chúng ta, cuộc đời của chúng ta là những điều không bày tỏ chúng ta tin kính Chúa, tôn kính quý Chúa. It's so innocent. It was just lotion. Chúng ta thấy nó có vẻ là vô hại bởi vì nó chỉ là một cái chai kem thôi. Mục sư Sam, you're so religious. Mục sư Sam ơi, mục sư có vẻ là tôn giáo quá rồi đó. Well, in scripture, what we were reading, they were talking about different kinds of food that they were eating or different ways to wash your hands. Anh chị em, chúng ta xem ở trong phần kinh thánh này thì em nghĩ rằng có những cái thức ăn khác nhau mà họ ăn cũng như là cái cách mà họ rửa tay của mình. I don't know if you need to go home. Tôi không biết là anh chị em có phải cần đi về nhà. And really look in your house to see what spiritual house cleaning you need to do to allow the Lord's presence to reside in your own home. Để chúng ta tìm xem có cái sự dọn dẹp thuộc linh nào ở trong nhà của chúng ta, hầu Chúa có thể được tôn trọng và Ngài có thể bày tỏ sự hiện diện thường trực của Ngài ở tại nhà của anh chị em. Maybe your life. Có thể đời sống anh chị em. There might be things you need to stop doing. Có thể là có những điều mà anh chị em phải dừng lại, đừng làm nữa. For some of you, đối với một số anh chị em, it might be the things you watch. Có thể là những điều mà anh chị em đang xem ở trên TV hay là phim ảnh. I recently bought something. Trong những ngày gần đây thì tôi có mua một cái món hàng. I bought something and it was it was something that was created. And the person that they honored by creating it was Bruce Lee. Và tôi đã có một cái công việc mà tôi đã làm và cái người mà đã được bày tỏ cái hiến cho cái người đó đó là Lý Tiểu Long, Bruce Lee. It's really small. Rất là nhỏ. Nothing really that big. Không có lớn lắm. But there's dragons all over it. Nhưng mà đầy những con rồng ở trên đó. And I didn't know. Mà tôi không có biết. I took that thing and got rid of it. Thì khi mà tôi nhìn thấy thì tôi đã đem nó và bỏ. I'm just trying to be as sensitive as I can. Tôi muốn nhạy bén đối với Chúa càng nhiều càng tốt. To not allow anything. Để không để bất cứ điều gì. To stop myself. Ngăn trở tôi. My family. Gia đình của tôi. From being able to host His presence. Để hội đủ điều kiện để có thể đón tiếp sự hiện diện của Chúa. Yeah, we were at my mom's house one day. Chúng tôi đến nhà của mẹ tôi trong một ngày kia. And my dad and I were just laughing and joking and we're, you know, poking fun at my mom. Bà của tôi với tôi thì cứ cười vui và cũng chọc mẹ của tôi. We love to do it on Mondays. Nhưng tôi thường làm cái điều này trong ngày thứ hai. Because it's our day off. We don't have church on Mondays, but we spend time with family. So. Bởi vì đó là ngày nghỉ và chúng tôi không có buổi nhóm tối thứ hai, cho nên chúng tôi dành thời giờ cho gia đình. And we're just poking fun at her. Và thôi, chúng tôi chọc mẹ cơ thôi. I came over. I said, "Oh, why are you so grouchy today? What's wrong with you?" Thì nói, tôi qua nhà của ba mẹ của tôi nói, "Ủa sao bữa nay mẹ quả quả quá vậy?" Yeah. So what's wrong? Chuyện gì xảy ra như vậy? And you know me, I'm the annoying son, so I say it like 10 times. What's wrong with you? Tôi biết là tôi thường hay chọc mẹ của tôi khó chịu, cho nên tôi nói gần 10 lần. Chuyện gì vậy mẹ? Hôm nay quả quá. And she goes, "Sammy, stop."
Mẹ tôi nói không, xem con ngưng lại nha. I said, oh, look at you. Thế nên theo cái cách mẹ trả lời, tôi nhìn coi kìa. All day long, I just kept doing that to her all day long. Cả ngày tôi nói chuyện với mẹ tôi và chọc mẹ tôi. You know, it's just fun just to do it. Thì thấy rằng nó vui cho nên chúng tôi cứ tiếp tục. And then she got kind of upset, stop. Rồi lúc đó mẹ tôi bắt đầu giận và nói rằng con dừng lại nha. I said, oh. Tôi nói thấy chưa coi kìa. What's wrong? Chuyện gì sai ở kia mẹ? So then she was angry, she didn't talk to me. Thì mẹ tôi giận và không nói chuyện với tôi nữa. And we were messing around, so then she wasn't talking to us. Chúng tôi, hai cha con thì cũng lại tiếp tục chọc mẹ của tôi. Bây giờ mẹ giận, mẹ không chịu nói chuyện với mình nữa. I said, we need to get to church, mom. Rằng mẹ chắc hôm nay là phải đi nhà thờ gấp nha. And we're just laughing, and then she goes into her kitchen closet. Và chúng tôi cười, nhưng mà rồi khi mẹ của tôi đi vào trong cái ngăn tủ đựng thức ăn, đồ khô. And she said, thì mẹ của tôi mới kinh hoàng và nói, ha! Look at this! Coi nè! And she took out of a box of instant noodle pho from Costco, and there's a big dragon on it. Đem một cái thùng mì mua từ Costco, thì trên đó có một con rồng to tướng ở trên đó. She said, get this out of my house! Thì mẹ của tôi nói rằng, đem cái thứ này ra khỏi nhà của ta ngay bây giờ. Tại sao nó ở đây? I said, that's why! Thì tôi trả lời đó lý do tại sao mà mẹ bực dọc khó chịu she như vậy. And she threw it out. Thì mẹ của tôi đã lấy cái hộp thùng mì đó và ném nó ra ngoài. Then after that, we just laughed all day. Rồi sau đó thì chúng tôi cười suốt những giờ còn lại của ngày hôm đó. You know, sometimes the things we allow in our lives, we don't know how much it really affects us. Anh chị em, có những lúc chúng ta cho phép những thứ đi vào trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không nhận biết rằng nó ảnh hưởng đến chúng ta đến cỡ nào. But it does. Mà nó có ảnh hưởng đến anh chị em. If we are a temple for the Lord, hosting His presence in our life. Nếu thân thể của chúng ta, chính chúng ta là đền thờ, chúng ta đang đón tiếp sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. What are you putting into your life? Thì câu hỏi là anh chị em đang cho những cái thứ gì đem vào ở trong đời sống của mình. Verse 30 again says, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way that you live. Ở trong Ephesians chương 4 câu 30 một lần nữa là đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh là đấng mà anh chị em được sự xác nhận của sự cứu rỗi. Remember, hãy nhớ rằng He has identified you as His own. Ngài đã chọn và định anh em thuộc về Ngài. We are His. Chúng ta thuộc về Chúa. And He is ours. Và Ngài cũng đấng ban cho chính mình Ngài cho chúng ta. Don't allow anything in your life. Đừng để bất cứ điều gì trong đời sống của chúng ta to separate you. Nó ngăn cách chúng ta from being able to host His presence every day. Khiến cho chúng ta không thể tiếp đón sự hiện diện của Chúa một cách đầy dẫy mỗi ngày. There might need to be some things that you have to clean out of your life or out of your own house. Có thể có những điều mà anh chị em phải về nhà và dọn dẹp nhà của mình một cách sạch sẽ. Do it for the Lord. Hãy làm cho Chúa. And if you can't do it for the Lord, anh chị em không thể nào làm cái điều đó vì Chúa, cho Chúa. Do you really love Him? Anh chị em thật sự có yêu Chúa không? Maybe not as much as you thought. Có thể là anh chị em không có yêu Chúa như anh em nghĩ đâu. You know, in the Vietnamese culture, trong văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, one of the hardest things for the Vietnamese culture to do is break the statues or the jade things that was a part of your culture. Đó là một trong những điều mà trong văn hóa của người Việt của chúng ta rất khó để chúng ta đập một cái tượng hay là đập những cái vòng cẩm thạch. You know, before people become believers, they don't know. So trước khi những người đó tin Chúa thì họ không biết. Those things cost a lot of money. Những cái thứ đó nó đắt tiền lắm. You know, our Vietnamese culture, it's wasteful. Uống to break it and throw it away. It's wasteful. Thì chúng ta thấy rằng người Việt của chúng ta là có cái phương châm là ô, đập bỏ những cái thứ đắt tiền như vậy là phí phạm. So you say. Nên mình nói. I'll box it up and put it in the garage. Tôi sẽ đóng hộp nó và đem ra ngoài nhà xe để bỏ ngoài đó. Just because you hide it doesn't mean it's not there. Anh chị em, không chỉ bởi vì chúng ta đem giấu nó là nó không còn có mặt nữa. And just because you hide your sin doesn't mean it's not there. Mà cũng vậy, không phải vì chúng ta giấu tội lỗi của mình thì nó không có mặt nữa. He knows. Chúa biết. He sees. Chúa thấy. And He's grieved by it. Và Ngài buồn. Inner purity. Cái sự trong sạch thuần tiết, thuần khiết bề trong. Will we be perfect at it? Anh chị em sẽ là những người trọn lành cho tất cả điều đó sao? No, not at all. Chắc chắn là chưa. But what did we learn earlier? Nhưng mà nếu chúng ta học càng sớm,
It's about your heart. Về tấm lòng của chúng ta. About your lips. Về môi miệng của chúng ta. How you choose to honor God in your heart. Và cách mà chúng ta chọn để trân quý, tôn quý Chúa trong tấm lòng của He's chúng gracious. Ta. Ngài rất là nhân từ. He's loving. Ngài rất yêu thương. But don't abuse that. Nhưng mà chúng ta đừng lạm dụng điều đó. Don't abuse His love. Đừng lạm dụng tình yêu của Chúa. Because if you know better, vì chúng ta biết rõ hơn, then why allow it to still be in your life? Thì tại sao chúng ta lại cho phép nó trong đời sống của chúng ta? You know, I know today's message. Tôi biết cái sứ điệp hôm nay. May not have been something that's a cheerful message. Nó có thể là một cái sứ điệp không có làm cho chúng ta vui hò hét với sứ điệp này. But it's something that we need to understand that the Lord is asking of us this entire week. You can ask Him. Every message, almost this whole week of our prayer service, has been about purifying, inner purifying ourselves. Nhưng mà chúng ta cần hiểu rằng đây là điều mà suốt cả tuần, quý vị có thể hỏi mục sư Khánh, là Chúa Ngài đang dẫn dắt và kéo chúng ta đến chỗ chúng ta phải có một đời sống thánh khiết, thuần khiết bề trong đối với Chúa. You have to ask yourself why. Và chúng ta cần đặt câu hỏi với chính mình là lý do tại sao. I believe that there's another wave of His presence that's coming that is going to change things. Tôi tin rằng một làn sóng nữa của sự hiện diện của Chúa sắp đến với chúng ta và nó sẽ thay đổi tất cả. You know, we're close to coming on a year. Chúng ta đã gần đi vào trong những cái gần một năm. I wonder what's going to happen. Tôi đang suy nghĩ điều gì có thể xảy ra. I wonder what's really going to happen when people would take the preaching healing and deliverance class. Tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra khi nhiều con cái của Chúa chịu huấn luyện trong trường chữa lành. You know what else I wonder? Anh chị em nghĩ điều gì khác mà tôi đang suy nghĩ? What our church, đó là hội thánh của chúng ta, and our lives will be like. Và đời sống của chúng ta sẽ ra như thế nào? After we go to Vietnam and come back. Sau khi chúng tôi đi Việt Nam và trở về. We're about to bring this revival fire over to Vietnam. Và chúng ta đang chuẩn bị để đem lửa phục hưng này về Việt Nam. It's incredible. Đây là một cái phước hạnh tuyệt vời. You've all been praying for this. Tất cả chúng ta đa số là cầu nguyện cho việc này. This is what you've been praying for. Đây là điều mà chúng ta đã cầu nguyện để có sự phục hưng cho Việt Nam. 8 months. 8 tháng. To see revival break out in Vietnam. Để chúng ta sẽ thấy sự phục hưng cũng bùng nổ ra tại Việt Nam. This is what we've been asking the Lord for. Đây là điều mà chúng ta đã cầu nguyện và xin Chúa cho. Asking the Lord every week, every day to encounter His presence. Cầu nguyện xin Chúa ngày cho chúng ta cầu nguyện mỗi tuần mỗi ngày cho chúng ta được gặp gỡ sự hiện diện của Chúa. We've had guests, we've had new faces every Sunday. Chúng ta có những người khách, có những gương mặt mới, những người mới đến để nhóm lại với chúng ta mỗi tuần. Before 8 months, trước 8 tháng này, we didn't have that as regularly as we do. Chúng ta không có được cái điều này xảy ra một cách thường xuyên như chúng ta đang kinh nghiệm ở trong lúc này. It's powerful to see what the Lord's doing. Thật là mạnh mẽ để thấy những việc Chúa ngài đang làm. Me, đối với tôi, I don't know about you. Tôi không biết đối với anh chị em thì for như thế me, nào. Nhưng mà đối với tôi, I'm trying my best daily. Tôi bằng mọi cách mỗi ngày to purify myself, thanh tẩy đời sống của mình, to hear from him clearly, để nghe tiếng Chúa phán rõ hơn, to be used by him, để được Chúa ngài sử dụng, to be ready at any moment, để luôn luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. If he was to ask me, khi Chúa bảo tôi, will you testify about me? Con hãy nói và làm chứng về ta. And will you be an extension of my hand? Và con trở nên cánh tay nối dài của ta. To help this person experience my presence. Để giúp đỡ con người này kinh nghiệm sự hiện diện của ta. Can't do that if my heart and my lips aren't saying praises and edifying. Tôi sẽ không sẵn sàng và không làm được điều đó nếu miệng của tôi cũng như đời sống của tôi trào ra những thứ bất khiết. These hands, đôi tay này, they don't automatically just worship because you just want to worship today. Nó không có tự nhiên có thể đưa lên để thờ phượng Chúa vì cái tấm lòng của chúng ta muốn thờ phượng ngày hôm nay. These hands, nhưng những bàn tay này, they worship the Lord. Nó thờ phượng Chúa. If they do it often, khi chúng ta làm điều này thường xuyên. Where are you? Anh chị em đang ở đâu? In your journey of figuring out why the Lord has empowered you.
Các anh chị em đang tìm hiểu cái lý do tại sao Chúa Ngài ban và mặc lấy quyền phép trên anh chị em. And what are you doing? Và anh chị em làm gì? Daily. Mỗi ngày. To build his kingdom. Để xây dựng vương quốc của Chúa. That's where we're at. Đó là vị trí hiện tại của chúng ta. Let's stand to our feet. Xin ta cùng đứng lên. Church, I ask you today. Hội thánh, tôi kêu gọi anh chị em hôm nay. That as you're here right now. Trong lúc anh chị em đang có mặt ở let trong there be nhà thờ, a true inner purification in your heart. Hãy để có một cái sự thanh tẩy trong tấm lòng của chúng ta được xảy ra trong lúc này. So that you can be used by God to the fullest. Để anh chị em có thể được Chúa Ngài sử dụng một cách trọn vẹn. So that he can speak to you so clearly. Để Chúa có thể phán với chúng ta một cách rõ ràng hơn. So that he can reveal to you. Để Chúa có thể bày tỏ cho anh chị em the things that are at home. Những điều đang còn ở nhà của chúng ta. That need to be rid of. Cần phải được ném bỏ, dọn dẹp sạch sẽ. He's calling us. Ngài đang gọi chúng ta. In a place of purity for him. Đến một cái chỗ tấm lòng của chúng ta được trong sạch, thuần khiết so that cho he, Chúa. So that he can use our hands. Để Chúa có thể sử dụng tay của chúng ta. Our mouth. Miệng của chúng ta. Our heart. Tấm lòng của chúng ta. Heavenly Father. Cha. We thank you chúng so much. Trên trời, chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. God, for the revelation you have given us today. Cho sự mặc khải của Chúa bày tỏ cho chúng con trong ngày hôm nay. Of how much our words really affect our lives. Đó là cái sức của lời nói của chúng con ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng con mỗi ngày như thế nào. And whatever it is that we put into our life really dictates how it is that we are close to you or not. Và là Chúa, những việc mà chúng con cho phép đầu tư đi vào trong tấm lòng của chúng con, nó ảnh hưởng mối liên hệ của chúng con với Chúa như thế nào. Lord, reveal to us. Là Chúa xin bày tỏ cho chúng con what it is in our life. Những gì trong cuộc đời của chúng con. That may cause us to not be fully used by you. Là khiến cho chúng con không thể được Chúa Ngài sử dụng một cách trọn vẹn. Reveal to us. Là Chúa xin bày tỏ cho chúng con that we need to get rid of in our hearts. Cho những điều chúng con cần phải dọn dẹp ra khỏi tấm lòng của chúng con. And physically in our life. Cũng như là trong thân thể của chúng con mỗi ngày. Even right now, ngay cả trong thời giờ này, the Holy Spirit is revealing things. Đức Thánh Linh đang bày tỏ những điều. There are word curses that you have spoken over your family. Có những lời mà anh chị em đã nguyền rủa, đã rủa xả trên gia đình của mình. My son will never be saved. Con trai của tôi sẽ không bao giờ được cứu đâu. They're so far from the Lord. Chúng đã đi xa và sống xa Chúa. I don't know if they'll ever encounter the Lord. Tôi không nghĩ rằng chúng nó sẽ được gặp gỡ Chúa. How can I even get them to come to church? Thì làm sao tôi có thể đưa họ đến nhà thờ được? That's just one of the many word curses that you have spoken over your life that you have to give to the Lord and break that off your life right now. Đó là một trong những cái lời mà chúng ta có thể rủa xả những người thân thương của chúng ta bằng lời nói của mình trên đời sống của họ. Maybe it's not your son, but maybe it's your brother, your sister, your mother, your father, your relative, your friends that you've spoken curses over. Có thể không phải là con trai của mình, nhưng mà là bạn bè, những người cùng sở làm, những người mình quen biết. Maybe for some of you, có thể đối với một số anh chị, it might be a lifestyle that you're living. Có thể là cái lối sống anh chị em đang that sống. That doesn't edify your relationship with the Lord. Nó không có giúp đỡ cho mối liên hệ của anh chị em với Chúa. Ask yourself, hãy tự hỏi, do you really love him? Mình có thật yêu Chúa không? To give it all up for him. Để dâng cho Chúa một cách trọn vẹn. For some of you, it's things that you've done in your life. Đồng số anh chị em có những việc anh chị em đã từng làm trong đời sống của mình. For some of you, it's things that defile the Lord. Có những việc mà anh chị em làm đã làm ô uế danh Chúa. For some of you, it's addictions that you have. Đồng số anh chị em thì nó là một cái thói hư tật xấu nào đó anh chị em có. The addictions some of you have are smoking or drinking or gossiping or sexual immorality or slander against people or yourself. Có thể là thuốc lá, có thể là những thứ gây nghiện ngập, cũng như là những cái lời nói xấu, những cái lời tấn công người khác. For some of you it's bitterness or rage or deceit. Một số khác thì có thể là những cái sự tức giận, nỗi nóng của anh chị em. Give it up to the Lord. Hãy dâng cho Chúa tất cả. In all things,
trong mọi sự. You have to ask yourself. Anh chị em hỏi do I love this more than I love the Lord? Tôi yêu thích những điều này hơn là yêu Chúa không? It's all for him. Anh chị em tất cả hãy dành cho Chúa. Give it all to him. Dâng tất cả cho Ngài. Because he's literally given it all for us. Bởi vì chính Chúa Ngài đã từ bỏ tất cả để dành cho chúng ta những phước hạnh này. Lord, we thank you. Ở Chúa chúng con cảm ơn Ngài. For the love, cho tình yêu, the grace, cho ân điển, the forgiveness, sự tha thứ, the freedom, sự tự do, that you've given us. Mà Chúa đã ban cho chúng con. Help us, Lord. Xin giúp đỡ chúng con. To understand, hiểu được rằng the importance, sức mạnh of inner purity, của sự trong sạch bề trong, holiness, sự thánh khiết, and glorifying you with all parts of our lives. Để chúng con sẽ làm sáng danh Chúa với tất cả mọi mặt của đời sống chúng con. We love you, Lord. Chúng con yêu mến Ngài. And we thank you. Và chúng con cảm ơn Chúa. In Jesus' name. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Church, I hope you are blessed today. Hội thánh, tôi hy vọng anh chị em được phước trong ngày hôm nay. If you can, nếu chưa này có thể được, before you leave, trước khi anh em ra về, find someone, tìm một ai đó, give them a hug, cho họ một cái ôm. And if you need prayer, nếu anh chị em cần được cầu nguyện, Pastor Khan and I will stay back to pray for those that need prayer. Mục sư Khánh và tôi sẽ nán lại để cầu nguyện cho anh chị em những người cần được cầu nguyện. Other than that, we will see you on Tuesday. Nếu không, hẹn gặp lại anh chị em tối thứ ba. Amen. Amen.